Xin giới thiệu tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình làm món thịt ba chỉ kho tiêu. Gia vị kèm theo mình xin giới thiệu đó là có hạt tiêu là gia vị chính này, và có mì chính, hạt lêm và nước mắm, muối và hạt mắc khén, là để xử lý cho miếng thịt được thơm ngon vàng giòn. Và chúng ta có đồ để ăn kèm theo đó là rau. Rau tí chúng ta sẽ kho và để lót dưới. Đây là rau cải thảo các bạn nhé. Cả ớt nữa. Ớt và rau cải thảo sẽ làm món ăn kèm cùng với thịt ba chỉ kho tiêu. Và bây giờ mình xin phép mình bắt đầu tiến hành. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý thịt ba chỉ trước khi cho vào kho. Mời các bạn theo dõi nhé. Đây nhá, thịt đã rửa sạch các bạn nhé. Làm sạch sẽ này. Đấy, giờ các bạn cho muối sát này. Sát muối này. Sát muối hết đi. Sát muối hết. Đấy, sát muối hết một lượt đi. Đấy. Nhìn này. Chúng ta sát muối cho nó sạch hết đi. Cái này làm rất là quan trọng các bạn ạ. Nó là quyết định món thịt có ngon hay không đấy. Không phải là sơ chế là đơn giản đâu. Đấy. Và bây giờ chúng ta đã ướp xong muối này rồi. Thì chúng ta sẽ đi rửa nước lã một lần nữa các bạn nhé. Rửa sạch. Bạn nhé, sau khi thịt đã rửa lại sạch rồi này, thịt đã rửa sạch nhé, bạn đun nồi nước sôi, sau đó các bạn để cái mặt bì xuống này, để mặt bì xuống đấy, sau đó chúng ta trần liên tục trong vòng từ 2 đến 3 phút các bạn nhé, cứ trần cái mặt bì đi nhé. Đấy, chất lượng mà mục đích trần thịt này để cho nó ra hết các cái mỡ với lại các cái máu mà nó ngấm ở bên ngoài. Nước trần thịt các bạn nhớ cho một chút muối nhé, có mấy hạt muối vào. Đấy. Sau đó các bạn được khoảng 2 phút đến 3 phút thì các bạn tiếp tục là sẽ tắt bếp này. Tắt bếp sau đó lại lấy miếng thịt ra và tiếp tục rửa nước lạnh một lần nữa. Tiếp tục xả nước lạnh cho nó nguội hẳn thịt đi các bạn nhé. Đây, miếng thịt tôi trần rồi đây. Đây là tôi trần ở mức độ 2 phút rưỡi. Đấy. Sau khi các bạn đã rửa nước lã cho nó mát vào miếng thịt rồi đấy, thì các bạn chuẩn bị một ít xiên nhọn các bạn nhé. Các bạn xăm đều phía bì đi. Xăm đều phía bì này. Xăm đều phía bì. Xăm hết lần lượt nhé. Và sau khi các bạn đã xăm đều nhé, thì các bạn này cho tôi một chút muối này. Lần bây giờ mình sẽ dùng ít thôi. Dùng ít mình xoa đều lên cái lớp bì này. Xoa chỉ mỗi lớp bì các bạn nhé. Đấy, xoa hết cái bì. Xoa đấy. Và chúng ta sẽ có mắc khén này. Mắc khén. Mắc khén để xoa lên thịt. Mắc khén là tí nữa mình chiên lên xong nó tí sẽ tạo độ thơm, rất là thơm mà này. Sau khi đã xoa muối và mắc khén nhé, các bạn để thịt tầm khoảng 30 phút. Để thịt tầm 30 phút sau rồi các bạn mới tiến hành chiên nhé. Tiến hành rán thịt đây các bạn này. Đấy, xoa khắp đều đi. Mắc khén xoa khắp đều đi. Sau đó treo thịt lên. Các bạn sẽ treo thịt lên nhỉ. Treo lên để ngoài trời chỗ ấy làm sao để cho nó thoáng gió.
Đấy, cho thịt nó khô, bắt đầu chúng ta sẽ chiên. Đấy, tôi sẽ treo ống thịt này. Rồi. Bạn trong lúc chờ đợi thì là cho thịt nó xe đi để rán. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị ít hành này. Hành cho 2 củ. Sau đó băm nhỏ ra. Tí tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái hỗn hợp này để mà cho vào làm cái lớp kho thịt. Các bạn lưu ý nhé, tùy các bạn nhé, ai ăn cay được hãy cho nhiều, không thì cho ít thì nhé. Như tôi ăn cay cũng không được nhiều đâu, mà tôi chỉ thái vài lát thôi, tôi cho vài lát vào thôi. Đây các bạn nhé, cái rau bao này sẽ để tí nữa xào để cho hỗn hợp là để làm cái lót của cái thịt kho các bạn nhé. Bạn thái nhỏ nha cho tôi. Các bạn nha, sau khi đã được nửa tiếng rồi, yêu cầu là quay là bì cũng phải vàng các bạn nhé, bì phải vàng giòn nhé. Đấy. Rồi đây. Quay đã được các bạn ạ.
xin giới thiệu các bạn món thịt ba chỉ, kho tiêu, mắm và rau cải thảo của tôi đã thực hiện thành công nhé. Các bạn có thể tham khảo và làm cho bạn bè, gia đình, anh em được thưởng thức cuối tuần. Thân ái chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.